Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, hai vợ chồng Jasi và Yan bước vào phiên sơ vấn trong phòng xử án của luật sư Martin, biện lý tránh án và ả à Margaret. Yan muốn Jasi về nhà, đừng tham gia phiên sơ vấn này, nhưng chị không đồng ý. Ông tránh án yêu cầu Margaret tường thuật lại từ đầu cuộc gặp gỡ của cô với và Yan đã cưỡng bức cô như thế nào. Toàn bộ các tường thuật của Margaret đều mang đến những bất lợi cho Jan. Một lần nữa khép Jan vào tội hiếp dâm. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Mỹ Daniel Steele. cô có nhớ phòng nào đó không? không, à vẫn không nhìn lên. cô có thể nhận định lại căn phòng đó không? không, tôi không nghĩ là có thể nhận định lại được. không ư? tại sao? ra si không thể tưởng tượng nổi lại có chuyện quên hẳn căn phòng mà tại đó à đã bị khiếp dâm, nó phải khắc sâu vào tâm trí của à mãi mãi mới phải chứ? cô có thể nhận ra khách sạn đó không? Tôi không dám chắc, tôi không nghĩ là có thể. À vẫn không ngẩng mặt lên, Già Si càng nghi ngờ câu chuyện của à hơn nữa. Và rồi chị nhận định rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù chị có nghi ngờ câu chuyện chắc nữa thì một vài điểm, chị vẫn phải tin là chuyện có thật. Trong chuyện này, với mấy giọt nước mắt đột ngột trào ra và với vẻ giận dữ, người đàn bà này đã thuyết phục được mọi người hay hầu như thế. Ngay cả Già Si, hầu như đã tin hẳn chị quay nhìn anh Ian và thấy anh nhìn chị chăm chú, đôi mắt long lanh giọt lệ. Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gia Si lại đưa tay nắm lấy tay anh. Lần này lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Chị muốn hôn anh, ôm anh, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi. Nhưng lúc này chị chẳng tin chắc điều gì. Chị chỉ biết có một điều là chị ghét Margaret Bolton, cay đắng. Ông Martin Sua cũng chẳng được vui. Nếu người đàn bà tên Button này tuyên bố không nhớ khách sạn nọ nằm ở chỗ nào, thì ông mất hẳn hy vọng tìm ra một chứng nhân đã nhìn thấy hai người ở đây. Ian cũng không thể xác định khách sạn nằm ở đâu. Lúc đó anh say quá, chỉ nhớ lu mờ và địa chỉ mà anh tưởng mình còn nhớ được, hóa ra lại không phải là địa chỉ đúng. Đó là một thanh lâu. Tại khu đó có rất nhiều khách sạn nhỏ lụp sụp. Và trước khi tiến hành cuộc sơ vấn này, ông Martin đã sai người dẫn anh Ian tới coi khoảng một chục khách sạn, nhưng nhìn sơ qua phòng trước ở các nơi đó, anh chẳng thấy nơi nào quen thuộc cả. Vì thế lời khai của anh phản bác lại lời khai của ả à vẫn còn là chuyện nghi vấn, không thể giải quyết nổi và không có chứng nhân nào giúp đỡ thêm. Ông Shua muốn gỡ rối cho vụ án sáng tỏ lần lần, nhưng gặp phải ả à này là nhân chứng rất khó chịu, vừa tình cảm vừa tâm trí thất thường. Lúc này cứng như đá, lúc sau đã khóc lóc kể lệ tấm lòng. Chắc chắn, ông tránh án sẽ đưa vụ này ra tòa xét xử, không vì lý do gì khác, bởi muốn tránh không phải tự ý giải quyết một vụ rắc rối như thế này. Được rồi, cô Bô Tân. Ông tránh án lên tiếng, cầm lòng cây bút chì và ngó về phía tường đối diện. Chuyện gì xảy ra trong căn phòng mà cô không nhớ rõ đó? Giọng ông khô khan và hờ hững. Chuyện gì xảy ra ư? Ông Clark đã làm gì sau khi xô cô vào phòng? Cô có nói ông ta xô đẩy cô mà. À gật đầu. Y không dùng tới vũ khí chứ. À lắc đầu và cuối cùng ngước nhìn cử tọa. Không, hắn chỉ dùng tay thôi. Hắn đập vào người tôi nhiều lần và hăm dọa sẽ giết tôi nếu tôi không làm theo ý hắn muốn. Và đó là chuyện gì? Y có làm cô đau không? Có, Tất nhiên là có. Nhiều chứ. Ả à lại nhìn xuống vẻ hờ hững trầm ngâm và buồn. Những lúc như thế này ai cũng thấy thương hại cho ả. À. Trong giây phút thật ngắn ngủi, Gia Si tự hỏi phản ứng của riêng chị sẽ ra sao. Và những lúc khác có thể câu chuyện chị đang nghe sẽ khiến chị cảm động đấy. Có thể nhiều là khác. Nhưng lúc này làm sao chị có thể để chuyện đó làm chị mùi lòng được. Chị không tin cô gái này. Nhưng ông tránh án thì sao? không thấy ả trả lời vào câu hỏi cuối cùng này cô boten tôi hỏi cô ông crack có làm cô đau đớn nhiều không có rất nhiều tôi hắn hắn không thèm quan tâm đến tôi hắn chỉ hắn chỉ nước mắt lại từ từ lăn trên mặt ả và tưởng chừng như ả đang nói đến ai kia chứ không phải anh ian một kẻ hoàn toàn xa lạ vừa hãm hiếp ả làm sao anh có thể quan tâm lo lắng đến ạ, nếu quả thật anh vừa hãm hiếp hắn không hề quan tâm đến chuyện tôi có thể mang bầu hắn không cần biết đến một điều hắn chỉ chỉ bỏ đi bây giờ những giọt nước mắt đau khổ lại đổi sang những giọt nước mắt vận uất tôi biết tiếp người này chúng chơi gái nhà nghèo như tôi những cô gái không tiền bạc không thế lực gia đình và rồi chúng chúng làm như thằng cha này chúng bỏ đi giọng ả à trầm xuống như một tiếng thì thầm, trong lúc ả à nhìn hờ hững vào vạt áo. Hắn bỏ đi, hắn về với con kia. Ai? Ông chánh án tỏ vẻ bối rối và à tình lại nhìn lên thoáng giận dữ trên nét mặt. Y về với ai? Vợ hắn. Ả à nói thật rành rọt nhưng không nhìn ra Si. Cô tình Cô có gặp ông Clark từ trước ở một chỗ nào khác không? Cô có chuyện yêu đương lãng mạn với ông ta từ trước không? Thì ra ông tránh án cũng hiểu rõ chuyện này nên mới giả bộ gợi ý rằng Ian chẳng phải người xa lạ chút nào. Không, chưa hề. Vậy thì tại sao cô biết về vợ ông ấy? Tôi thấy hắn có vẻ là người có vợ và hắn cũng có nói với tôi như vậy. Tôi hiểu. Và sau đó y bỏ cô ở lại khách sạn. À lại gật đầu sau đó cô làm gì? Đi thưa cảnh sát, tới bác sĩ nhờ khám, gọi điện thoại ư? Không, tôi đi lang thang một lúc, tôi cảm thấy bối rối. Và rồi tôi về nhà tắm rửa, tôi cảm thấy ghê tởm. Bây giờ à nói rành mạch, giọng thuyết phục, ai cũng tin. Cô có đi bác sĩ không? Sau khi tôi đi thưa cảnh sát, cô làm việc đó vào lúc nào? Không phải tức thời đúng không? Không phải tức thời. Tại sao không? Tôi bị thương tổn, tôi phải nghĩ đến chuyện hắn khinh miệt tôi. Cô quả quyết chuyện của cô là đúng chứ, cô Bồ Tân? Tất cả sự thật rồi đấy chứ? Lời cô khai với cảnh sát hồi đầu có khác đôi chút với chuyện cô vừa kể phải không? Tôi không nhớ hồi đó tôi khai những gì, tôi đang bị bối rối, nhưng đó là sự thật. Cô được miễn tra thẩm rồi, cô Bồ Tân ạ, à, tôi cũng hy vọng đây là sự thật. Đó là sự thật. À mạnh dạn cật đầu đôi mắt mơ màng không còn điều gì cô muốn khai lại nữa chứ không cô chắc chắn rằng không có chuyện hiểu lầm nhau không phải một buổi chiều du dương mà rồi biến thành chua chát chứ đột nhiên đôi mắt ả à lại long lanh hận thù và ả à nhắm tịt mắt lại hắn hại đời tôi câu nói của ả à rít lên trong căn phòng yên tĩnh được rồi cô bô tần cảm ơn cô ông sua muốn hỏi câu gì chăng thưa quý tòa chỉ vài câu tôi và tôi sẽ nhanh gọn thưa cô Tuần, chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra với cô trước đây chăng ông muốn nói gì tôi muốn nói cô đã từng bị hiếp chỉ là chuyện đùa cợt một trò chơi giữa cô với một người yêu một bạn trai hay người chồng có không tất nhiên là không à tỏ vẻ tức giận lắm như bị chọc giận vậy cô đã lấy chồng lần nào chưa chưa? Đính hôn? Không. Vẫn không hề ngần ngừ. Không gặp chuyện hủy hôn chứ? Không. Không có chuyện nào nghiêm trọng giang dở tình yêu chẳng hạn. Không hề. Có bạn trai vậy? Không. Cảm ơn cô Bô Yêu đương ngắn ngủi theo kiểu lãng mạn thì sao? Trước đây cô đã có lần mê một người lạ nào chưa? Chưa. Vậy tại sao cô công nhận là đã mê ông Clark? Không, tôi... Ông ấy mời tôi một quốc xe và... Và cô chấp nhận dù rằng không biết ông ta. Như vậy cô thấy đã khôn ngoan chưa? Ở một thành phố như San Francisco. Giọng ông lịch sự tha thiết và Margaret Bolton tỏ vẻ giận dữ và bối rối. Không, tôi... Chuyện đó... Không, trước nay tôi chưa mê một người nào cả. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy trông cũng được. Cô nói được là nghĩ thế nào? Hả cô Bolton? ông ấy đang say mà, phải không? Có lẽ hơi tàng tàng, nhưng không đến nỗi xịn, và anh ấy coi được có vẻ là khứa ngon lành. Cô muốn nói là giàu có chứ, hay đặc sắc, hay điều gì khác nữa, như dân đại học Harvard chẳng hạn. Tôi không biết, chỉ thấy anh ấy vui vẻ, dễ coi. Và đẹp trai chứ, cô nghĩ ông ấy đẹp trai chứ. Tôi không biết. À lại nhìn xuống vạt áo, Cô có nghĩ là ông ấy mê cô không? Có thể chứ. Phải lòng. Hay chỉ là giả định thôi. Cô là cô gái rất ưa nhìn phải không nào. Một ngày hè nóng nực. Một chàng điển trai. Một cô nàng cô đơn. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô Bô Tân. 31. Nhưng ả à, có vẻ lúng túng. Cô khai với cảnh sát là 30 cơ mà. Không phải là có vẻ 38 chứ. Có thể là... Phản đối... Bà bị lý bật đứng dậy vẻ mặt giận dữ và ông tòa gật đầu. Đủ rồi ông xua, đây không phải là phiên tòa xử ông có thể dành những tích tắc thúc ép đó cho phiên tòa sau. Cô Bồ Tần, cô không cần trả lời câu hỏi đó. Ông xua, ông đã hỏi hết chưa? Gần xong thưa quý tòa. Thưa cô Bồ Tần, và hôm cô giao tiếp với ông Clark, cô ăn mặc như thế nào? Tôi ăn mặc ra sao ư? À có vẻ căng thẳng và bối rối Ông luật sư đang truy ả câu khó đây. Tôi... tôi không biết. Tôi... có phải thứ giống giống như cô đang mặc không? Một bộ quần áo hay thứ gì gọn hơn, khêu gợi hơn? Có thể là thứ gì trông thật sexy? Bà biện lý lại cao mày hung dữ và ra si bắt đầu thấy nhẹ nhõm. Chị rất thích cách hỏi của ông Martin. Ngày anh Ian cũng có vẻ đồng tình, hầu như vui sướng. Tôi... tôi không biết. Tôi nghĩ chắc hẳn tôi phải mặc chiếc áo dài mùa hè. Giống như thế nào? Một thứ gì ngắn ngủi cũng cỡn chứ? Không, tôi không ăn mặc những thứ như thế. Chắc không cô Bô Tân. Ông Clark nói rằng cô mặc chiếc áo dài màu hồng rất ngắn, cũng cỡn và đội cái nón. Có phải đúng cái nón cô đang đội không? Chiếc nón này rất xinh. À rất bối rối, không biết là khen thật tình hay hàm ý gì đây. Tôi không mặc màu hồng, những cái nón này màu hồng phải không nào? Nó thuộc loại màu không rõ rệt thì đúng hơn, ngả sang màu nâu lạt nhiều hơn nhưng nó có ánh hồng, ai cũng thấy rõ. Tôi hiểu, còn chiếc áo dài thì sao? Cũng có ánh nâu lạt chứ. Tôi không biết. Được rồi, cô thường ở lại quán Enrico chứ? Không, tôi tới lần đó lần thứ hai nhưng tôi thường đi ngang qua. Trước đó cô có thấy mặt Lắc không? Không. Tôi không nhớ đã gặp ông ấy. À đã lấy lại được vẻ đĩnh đạc. Những câu hỏi này dễ. Tại sao cô nói với ông ta rằng cô làm chiêu đãi khỏa thân ở Broadway? Tôi chưa hề nói với hắn như vậy. À lại tỏ vẻ tức giận. Ông Martin gục cặc đầu vẻ suy nghĩ rất lung. Được lắm. Cảm ơn cô Boulton. Cảm ơn quý tòa. Ông tránh án tỏ vẻ thắc mắc nhìn bà biện lý. Bà này lắc đầu. Bà không có điều gì để nói. Ông tránh án ra hiệu Cho Margaret Bolton biết Có thể lui xuống Giống ta lên tiếng Nói câu mà Gia Si đã sợ hãi chờ đợi Mời ông Clark ra trước vành móng ngựa Ian và Margaret Bolton đi ngang qua nhau Cách nhau chừng vài tức Mặt lạnh tanh Không biểu lộ một vẻ gì Mới cách đây mấy phút À oang oang cái miệng Hắn hại đời mình Và bây giờ nhìn ngay mặt anh ta Giả sĩ bối rối hơn bao giờ hết, chịu không nổi người đàn bà này. Thủ tục tuyên thệ xong, ông tránh án nhìn Ian qua cặp mắt kiếng. Ông Clark, ông có thể cho tòa biết lời khai của ông về sự kiện đã xảy ra được chăng? Ngay Ian kể lần lượt những sự việc trong ngày, ông tránh án tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Bữa ăn trưa, mấy ly rượu, việc để ý đến cô kia, cách ăn mặc khêu gợi của ả, à. câu chuyện ả à kể mình làm chiêu đãi khỏa thân Chuyến xe tới đường Market, đến địa chỉ ả à đã cho anh, mà sau đó anh quên ngay. Sau cùng là chuyện ả à mời anh lên phòng của ả. À. Ở đó hai người uống rượu và yêu đương. Phòng đó là của ai? Tôi không biết, tôi cho rằng của cô ấy, nhưng phòng đó rất trống trải. Tôi không biết, lúc ăn trưa tôi đã uống quá chén, tôi không đủ sáng suốt để suy nghĩ. Nhưng đủ sáng suốt để lên lầu với cô Bô Tân. Gian đỏ mặt anh có cảm tưởng mình là cậu học trò trốn học, bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Ian, anh có nhìn lên áo dài của cô ấy không? Nhưng không giống như vậy chút nào đâu. Tiếng tặc lưỡi mà anh tưởng chừng nghe được của gia Xi quá lớn, với tội ham chơi của một cậu học trò, ai nỡ gắt gao đến vậy. Vợ tôi không có nhà, đi vắng cả ba tuần đĩ. Tim gia Xi lại đập thùm thụp. Tính bắt lỗi chị đấy phải không? có phải định ám chỉ như vậy không đó phải là điều anh suy nghĩ muốn chị cảm nhận như vậy không chị có trách nhiệm gì về chuyện anh trách chị chẳng chọn đạo làm vợ và chuyện gì xảy ra khi mọi việc xong xuôi tôi bỏ đi chỉ vậy thôi ông có ý định gặp cô boten trở lại không ian lắc đầu không tôi không có ý định gặp lại cô ấy tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng trước những điều vừa xảy ra Ông Martin nhăn mặt trước câu trả lời của anh và ra si dùng mình. Ông tránh án cũng quan tâm đến. Tội lỗi ư? Tôi muốn nói là có lỗi với vợ tôi. Tôi không thường làm những chuyện như thế này. Chuyện như thế nào? Hả ông Clark? Hiếp dâm ư? Lệnh chúa xin đừng nói vậy. Tôi chẳng hãm hiếp cô ấy. Anh giống lên, mấy giọt mồ hôi lăn tăn trên trán. Tôi muốn nói rằng tôi thấy tội lỗi đã lừa dối vợ. Nhưng ông có ép buộc cô vô tình lên cầu thang khách sạn không? Tôi không làm chuyện đó. Cô ta đưa tôi lên lầu thang. Đó là phòng của cô. Chẳng phải của tôi. Cô mời tôi lên mà. Để làm gì vậy? Đãi trầu rượu. Và có lẽ cũng vì chuyện mà quả thật cô ta muốn đạt tới. Vậy thì tại sao cô ấy lại hô hoán rằng ông hãm hiếp cô ta? Tôi cũng không biết. Mặt anh nhợt nhạt và anh có vẻ dối trí lắm ông chánh án lắc đầu nhìn quanh phòng thưa quý ông quý bà tôi cũng không thể hiểu nổi chuyện này mục đích của phiên sơ vấn là xác định coi có chuyện lầm lẫn ban đầu nào không coi vấn đề có thể giải quyết tại đây và ngay lúc này không xác định coi có phải quả thật là có chuyện hãm hiếp chăng và xét xem vụ này có đáng quan tâm hơn nữa về mặt pháp lý chăng nhiệm vụ của tôi là quyết định miễn nghị hay đưa tay lên tòa trên xét xử để có thể ban quyết định miễn nghị, tôi cần phải cảm thấy hoàn toàn tin chắc rằng rõ ràng đây không phải là một vụ hiếp dâm. Trong trường hợp tôi không thể quyết định vì vấn đề ở đây chưa sáng tỏ, tôi không có cách chọn lựa nào khác đành phải đưa lên một tòa cao hơn quyết định và rất có thể là tòa đại hình. Dường như vụ án chúng ta đang gặp đây không phải là một vụ đơn giản. Lời khai của hai bên xa nhau nhiều quá. Cô Tần nói có hãm hiếp, còn ông Clark thì lại không cả hai bên đều không có chứng nhận. Vì thế tôi e rằng vụ này sẽ được một tòa án cao hơn thụ lý và rất có thể là phải một tòa đại hình. Chúng tôi bác bỏ miễn nghị, thủ tục tố tụng đã được thi hành. Tôi sẽ chuyển vụ án này lên tòa thượng thẩm và hai tuần nữa kể từ hôm nay, ông Clark sẽ phải ra trả lời về bản cáo trạng của tòa thượng thẩm do thẩm phán Simon Warburg ngồi ghế tranh án. Phiên tòa đến đây chấm dứt không cần lễ nghi gì nữa, ông tránh án đứng dậy ra khỏi phòng. Gia si cũng đứng dậy bối rối nhìn nhau. Và ông Martin xếp lại giấy tới một lúc. Margaret Bolton được thanh tra Houghton nắm tay, lôi đi liền. Sao bây giờ? Gia si thì thầm với Ian. Em đã nghe ông ấy nói rồi đấy, Gia si. Chúng ta sẽ ra tòa xét xử. Vâng. Chị dõi theo phía sau lưng của cô Bolton cho đến lúc mất hẳn. Lòng tràn ngập hận thù với người đàn bà Đã tàn hại đời sống của vợ chồng chị So với trước đây 3 tiếng đồng hồ Chị cũng chẳng biết được điều gì hơn Chị quay qua ông Martin Lúc này coi bộ nghiêm lắm Sao ông Martin Ông nghĩ sao Chúng ta sẽ thảo luận tại văn phòng của tôi Nhưng tôi đánh hơi được một chuyện chẳng vừa ý Tôi không dám chắc Nhưng tôi đã gặp một vụ như thế này Xảy ra cách đây nhiều năm Một vụ án điên đầu với một nguyên cáo điên rồ đó là một vụ có liên quan đến chuyện thù hằn, không phải chống người đàn ông mà chị khai là hiếp dâm chị, mà là chống kẻ đã hãm hiếp chị lúc chị chưa đầy 20 tuổi. Chị đã đợi 25 năm để trả thù, đổ xuống đầu một người đàn ông vô tội. Tôi không thể nói rõ tại sao, chỉ là một cảm nghĩ trong lòng, nhưng nó gợi cho tôi nhớ tới vụ án đó. Ông nói thật nhỏ, như thì thầm. ra si ghé sát lại nghe, cùng chung một ý nghĩ. Chị cũng có cảm giác kỳ quái Đối với người đàn bà tên Putin này Ian vẫn còn xúc động mạnh Chưa có phản ứng gì nhiều Không để tâm bất cứ chuyện gì Anh nhìn Zazie rồi trừng mắt nổi giận Tôi đã bảo cô đợi ở ngoài cơ mà Em không thể Đúng tôi có cảm tưởng cô đã quậy nát ở đây Vui lắm gì Giọng anh mệt mỏi và chua chát Vợ chồng anh và ông Martin Là những người cuối cùng rời khỏi phòng xử vãi ngó giáo giác như người mới gặp cơn ác mộng thức dậy. Đây là một phiên tòa nặng nề và Gia Si có cảm tưởng chị đã sống qua 5 năm trời, nội trong một buổi sáng. Chị hỏi ông Martin. Bao giờ tòa xử? Chị không biết nói gì với Ian cả, chị có quá nhiều chuyện để nói. 6 tuần nữa, bà đã nghe ông tránh án nói rồi đó. Tòa thượng thẩm họp phiên thẩm vấn trong vòng 2 tuần nữa, sau đó 4 tuần sẽ đưa ra xét xử. vậy nên chúng ta có vài việc phải làm gấp rút. ông Martin có vẻ như người vừa giã rượu và Gia Si rất muốn hỏi coi thân chủ của ông trong vụ án trước kia, người bị mụ đàn bà tìm cách trả thù cáo buộc tội hiếp dâm đã thoát tội bằng cách nào. nhưng chị rất sợ, chẳng dám tìm hiểu. Ian cũng không hỏi tới và ông Martin cũng không có ý cho biết. ông nói, tôi muốn anh Green làm việc ngày đêm và tôi muốn ông bà đáp ứng lời mời mỗi khi cần gọi tới ông bà. Giọng ông khô khóc. Gia si lên tiếng trước, cố giữ giọng nói đừng để nước mắt. Chúng tôi xin sẵn sàng, chúng ta sẽ thắng, phải không ông Martin? Giọng chị vẫn như tiếng thì thầm, chị không hiểu vì sao mình lại mất tự tin đến thế. Tôi nghĩ đây là một vụ gay go, vì lời khai của cô kia phản bác lại lời khai của ông, ông Yan ạ. Nhưng đúng chúng ta phải thắng. Nhưng Gia Si nghe giọng ông không được chắc ăn lắm. Toàn thể nội vụ lại như một sức nặng đè mạnh lên trái tim của chị. Toàn thể sự kiện đã xảy ra như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Có phải quả thật là vấn đề chị đã ở lại nữ ước quá lâu không? Có đúng là anh ấy đã động cỡn không? Có phải tại xui xẻo không? À bô tần kia có phải loại người quá nhiều nữ tính đang tính hại một người nào và y an lãnh Lỗi tại ai? Khi nào thì mọi chuyện êm xuôi. Họ có thể hủy án lệnh không cho anh Ian đóng tiền thế chân tại ngoại không? Đó là mối khiếp sợ vẫn luôn đeo đuổi chị và cả Ian nữa. Họ có thể, nhưng họ không làm đâu, không có lý do chính đáng. Chừng nào ông nhà vẫn tuân thủ luật pháp không cưỡng lại chát đòi hầu tòa. Và lại ông tránh án cũng không đề cập vấn đề này. Chỉ cần là cả hai ông bà đừng người nào đi chơi xa kể từ hôm nay. Không đi, ngay cả vì chuyện làm ăn nữa đừng có hành động nào như thể muốn trốn, không về thăm gia đình ở miền Đông, cứ quanh quẩn ở đây thôi. Tôi có thể cần đỡ ông bà đấy, đồng ý chứ?